Welcome to Andy Quiz Show. Show. Nữ ca sĩ Bích Vân và Andy Chris xin trở lại sau phần thông tin thương mại. Bích Vân, em đi trình diễn và cũng như là em đi em có lần em trình diễn ở tại cũng như là trong sân khấu ở trường kịch nghệ cũng như là Broadway. Yeah. Thì có những cái kỷ niệm nào vui buồn nhất của em khi mà em tập một cái bài mà em không có cũng như là hài lòng cho lắm không? Đó là những cái kỷ niệm cũng như là những kinh nghiệm nào mà em có thể cho tất cả các bạn trẻ hoặc là mình có thể tránh được thay vì mình có thể làm nó gọi là tốt hơn mà mình phải vấp phải hay không? Dạ, khi mà hát kịch nghệ Broadway đó thì nó khác với lại hát những cái nhạc khác là mình phải hát hầu như là mỗi ngày. Tại vì ở Broadway thì nó diễn là 8 show một tuần đó, có nghĩa là mỗi buổi tối đều phải diễn mình hết. Phải tập. Còn ở Cali hồi đó em diễn á, thì đa số là từ thứ năm cho tới chủ nhật, tại vì khán giả ở đây không có nhiều như là ở New York. Nhưng mà nói chung là mình cũng phải hát một tuần cũng phải 4-5 lần the same thing, cùng một cái vai đó, cùng những cái bài đó, thì một cái run của nó nhiều khi mấy tháng, nhiều khi mấy năm. Đó, cho nên là cái khó của Broadway đó là làm sao mà mình có thể diễn live như vậy, mỗi buổi tối như vậy mà nó đều được the same, mình phải feel được the same, mình phải hát được, mình phải ra được cái giọng hát đó the same. Tại vì khán giả thì người ta chỉ nghe mình được cái lúc đó thôi, người ta đâu có biết là ồ cô này mệt quá, cô này hát mấy tháng nay rồi. Nhưng mà em có cái kinh nghiệm nào là em không hài lòng trong cũng khi mà có nhiều không? Lắm. Dạ cũng có nhiều lắm anh ạ. Nhiều khi có những cái cũng buồn cười, giống như là mình hát nhiều lần quá rồi đó, cái mình cũng hơi bị chai đó. Cái mình ra mình đứng mình hát mà mình cũng không có feel được đặt hết cái tình cảm của mình. Tại vì mà cái tâm trạng, thí dụ cái bài đó rất là buồn, mà night after night mà mình phải buồn như vậy đó mà mình cũng riết rồi nó cũng depressed mình luôn. Rồi nhiều khi có những cái trục trặc rất là mắc cười, nhiều khi cái hoa đó nó cài trên đầu hay là cái mình phải đổi cái wig, cái tóc giả đó mà nó không có gắn vô được, rồi nó rớt lên rớt xuống như vậy trong khi mà mình đang diễn, đang hát như vậy. Thì khi mà mình làm live thì mình phải chấp nhận những cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà nó cũng rất là vui, nó cũng là những cái kỷ niệm vui. Đây là một câu hỏi mà anh nhận rất là nhiều email. Tất cả chắc chắn là tất cả các bạn mà thích hát và cũng như là những ca sĩ đi hát thường email và hỏi anh một cái hỏi này thì anh không có trả lời được. Thì bây giờ nhân tiện để anh nói chuyện với một là ca sĩ rất là đa tài. Thì nếu mà em có thể giải thích được, giúp được cho tất cả các bạn trẻ thì cái điều đó rất là quý. Câu hỏi được đặt ra chính ngay cả bản thân anh. Đôi khi đó mình hát có nhiều người hát nốt rất là cao, ok, mà nếu mà ta không có ngủ đủ hay là người ta không có khỏe trong ngày đó hay người ta feel good đó, tức là cơ thể người ta có một cái gì gọi là dị ứng chẳng hạn đó, thì người ta lên những cái nốt cao không được, hoặc là người ta bị khan cổ, hay là người ta không có đạt được như gọi là cái điều người ta mong muốn, những cái bài nhạc nó khó quá. Thì theo em thì em recommend như thế nào? Dạ, thứ nhất recommend là phải đi ngủ. Phải giữ sức khỏe. Có nghĩa là muốn hát được mà cho nó trọn vẹn theo đúng ý là mình phải có sức khỏe, phải ngủ đủ. Dạ, phải có sức khỏe đó. Dạ, tại vì cái khó của hát là cái instruments của mình là chính cái cơ thể của mình luôn, chứ không phải là một cái đàn thôi, thì nó dễ take care hơn. Còn chính mình thì mình phải biết giữ cái sức khỏe, cái tiếng hát của mình. Nhưng mà khi mà mình luyện tập đó cơ, thì nó cũng sẽ giúp đỡ được một phần. Tại vì giống như là hồi nãy em có nói là tụi em phải hát là mỗi buổi tối như vậy đó, thì nó mình không có được nghỉ ngơi nhiều, cho nên là mình cũng phải nhờ cái kỹ thuật nữa. Chứ nhiều khi mà có ngày mình cũng hơi mệt mệt trong người, hay là mùa đông tới mình lạnh hay gì đó, thì mình cũng vẫn phải produce ra được cái chất lượng như vậy. Cho nên là nhờ cái kỹ thuật mình tập luyện thì nó cũng sẽ giúp cho mình một phần nào đó. Như vậy khi em nói tập luyện, tức là mình phải trước khi mà mình hát mình phải warm up, tức là mình phải exercise cái vocal cord của mình. Nhưng mà có nhiều cái nốt nó cao hơn thì làm thế nào mà để mình expand, tức là mình có thể hát để cho nó cao hơn hoặc là nó thấp hơn. Tại vì cao hơn cũng khó mà thấp hơn nó cũng khó, cái xuống nó trọng được. Dạ, thì đúng rồi. Cái kinh nghiệm của em như thế nào? Dạ, cái đó thì
Thứ nhất là nó sẽ mất một cái khoảng thời gian nào đó. Tại vì khi mà cái giọng của mình hát đó là thí dụ cái khoảng của mình được như đây, mình muốn expand nó ra đó. Yeah, thì thứ nhất là mình phải luyện tập là những cái vocalize của mình đó anh ha. Giống như mình warm up vậy đó. Nhưng mà thí dụ mình warm up trước khi hát thì mình chỉ warm up có chút xíu thôi, lại 5-10 phút. Nhưng mà mình phải tập rất là kiên nhẫn mỗi ngày, hoặc là ít nhất là một tiếng đồng hồ thí dụ như vậy, để mà từ từ cái range của mình nó mới expand ra được. Dạ, tại cái vocal cord nó bắt đầu get used to it. Nó quen rồi thì mình mới expand nó ra được. Dạ. Em học về trường phái classic, tức là gần giống như là opera đúng không? Dạ. Okay. Thì cho anh hỏi thêm chút xíu là về, anh thường nghe nói là hát lên, hát cái giọng thường và giọng ốc. Thì em có thể giải thích sơ sơ về cái giọng ốc nó như thế nào không? Dạ, yeah, sure. Sơ sơ thôi, sợ nói nhiều. Em nói tới tối luôn cũng được. Khi mà hát đó thì cái giọng của mình, cái cơ thể của mình nó chia ra nhiều cái khoảng khác nhau anh ạ. Thì thí dụ như giọng thật là cái giọng cổ của mình, là chest voice, và cái head voice. Yeah. Thì cái head voice á, nó tốt một cái là nó rất là reliable. Lúc nào nó hát cũng được hết, tại vì nó không có bị lệ thuộc vô cái cổ họng của mình. Cổ họng của mình thì có lúc đau, lúc mệt, nó là thịt tên, muscles á. Còn mình muốn những cái bones á, thì nó lúc nào nó cũng the same. Đúng rồi. Dạ, thì những tất cả những cái bone trong người của mình, mũi rồi gò má rồi cái này gọi là gì anh? Cái skull là tức là cái sọ. Cái sọ của mình. Dạ, thì mình phải dùng những cái đó. Thì khi mà mình đưa âm thanh được lên cho những cái chỗ đó đó, thì nó sẽ lúc nào nó cũng sẽ được hết á, và nó sẽ resonate được nhiều hơn. Giống như mình ở trong cái nhà, dạ, nó vang nhiều hơn là cái thịt, cái muscle thôi, nó không có vang được nhiều. Thì khi mà mình lên cao mà mình lên được tới đây đó, thì nó sẽ giúp cho cái giọng của mình nó vang nhiều và nó sẽ cao hơn nhiều nữa. Dạ. Một câu hỏi cuối cùng là, tại vì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian đó. Dạ. Thì cái mục đích chính của Bích Vân sau khi học ra trường thì Bích Vân sẽ làm cái gì cho giới trẻ của Việt Nam? Dạ. Thưa anh, cái mơ ước của em đó thì là được biểu diễn thôi. Dạ. Được tiếp tục cái ngành nghề của mình. Thì em cũng, nếu mà mình được cái may mắn được Chúa cho mình làm cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Nếu mà mình vô được trong Broadway thì đó là cái mơ ước của mình rồi. Còn nếu mà mình vẫn tiếp tục phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của mình, và hoặc là dạy, hoặc là giúp đỡ những cái thế hệ các em trẻ, thì em cũng rất là happy để được làm như vậy. Dạ. Em có thể ngắn gọn là em sẽ ra một cái CD đúng không? Dạ, và em đang có thể trình bày cái CD của em trong tương lai. Và dạ, gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, vì thời gian cũng không cho phép dạ, em vâng, ngồi lâu hơn. Dạ, em đang làm một cái CD về Thánh Ca hiện giờ, những cái bài hát bất hủ trong Thánh Ca. Và trong tương lai gần đó, em cũng có mơ ước là sẽ ra một cái CD, cái thể loại nhạc của mình hát, những cái bài nhạc thính phòng, dạ, những cái bài nhạc mà quý vị đã yêu mến rất là được, nhiều năm nay rồi. Okay. Dạ. Mời em gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Dạ vâng, em cảm ơn anh Andy Chris và đài VBS đã cho Bích Vân có cơ hội ngày hôm nay được thư chuyện với anh và với quý vị. Và Bích Vân cảm ơn quý vị rất là nhiều về những cái tình cảm quý vị đã dành cho mình. Và xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là hạnh phúc. Trước khi Andy Chris và Bích Vân chia tay, xin mời tất cả quý vị hãy theo dõi một nhạc phẩm Còn Gì Nữa Đâu, do chính Bích Vân sáng tác và trình bày. Chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày thật là an vui và thành công thật nhiều trong công việc làm. Xin kính chúc tất cả quý vị một ngày bình an. Chân thành cảm tạ và xin hẹn lại kỳ sau. Xin kính chào. Mà thương mà tiếc, còn gì nữa?